Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh YouTube của Sim English. Cô tự giới thiệu, cô là Trương Thu Hương. Hiện tại thì cô đang giảng dạy tiếng Anh tại Sim English, một trung tâm tiếng Anh với sĩ số nhỏ tại Hà Nội. Cô đã có hơn 5 năm kinh nghiệm dạy tiếng Anh cho cả IELTS và trình độ tiếng Anh giao tiếp nữa. Trong video ngày hôm nay thì cô sẽ chia sẻ đến các bạn một nội dung, đó là tại sao những bạn dưới 4.0 IELTS không nên học IELTS ngay. Trước hết, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một chút nhé, đó là về cái thi IELTS. IELTS là viết tắt của cụm từ International English Language Testing System. Đây là một cái kỳ thi chuẩn hóa mà nó đánh giá cái khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh ấy của những bạn mà đang sinh sống hay là đến từ những nước mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ. Thì như các bạn có thể nhìn thấy trên screen, IELTS đúng không ạ, có 9 cái mức điểm, 9 cái thang điểm, cao nhất là 9.0. Và mình sẽ phân tích một chút nhé, từ mức điểm 4.0 trước. Như các bạn có thể nhìn thấy cái phần mô tả đối với cái level 4.0. Đối với level này nó sẽ có 3 cái đặc điểm. Thứ nhất, đó là khả năng tiếng Anh của chúng ta nó đang rất là giới hạn đúng không ạ? Limited to familiar situations. Tức là chúng ta chỉ có thể sử dụng tiếng Anh đúng không ạ? Trong những cái bối cảnh nó rất là gần gũi, thân quen trong đời sống hàng ngày. Cái thứ hai, đó là chúng ta gặp những cái vấn đề đúng không ạ? Về vấn đề understanding and expression. Ví dụ như khi chúng ta nghe, chúng ta đọc đúng không ạ? Chúng ta cảm thấy rất là vẫn còn cái vấn đề trong vấn đề nghe hiểu hay đọc hiểu, và trong vấn đề chúng ta muốn diễn đạt cái điều thực sự mà chúng ta muốn nói. Và cái ý nghĩa thứ ba đúng không ạ, trong cái band điểm 4.0, đó là chúng ta chưa có khả năng sử dụng complex language, những cái ngôn ngữ phức tạp. Mặc dù là có những cái điểm chưa tốt trong level này đúng không, đấy, như các bạn có thể thấy rằng là ở level này chúng ta cũng đã có một chút nền tảng, cũng có những cái nền tảng đủ rồi đúng không ạ, để chúng ta có thể tiếp tục gọi là cải thiện, củng cố cái nền tảng và học những cái kỹ năng cơ bản của kỳ thi IELTS rồi. Đó, thế nên là thường thì chúng ta sẽ chỉ học IELTS đúng không ạ, khi mà chúng ta đạt đến cái mức điểm 4.0 này thôi. Thế còn dưới 4.0, tại sao mà chúng ta lại không nên học IELTS? Các bạn có thể nhìn thấy đúng không ạ, cái mức điểm dưới 4.0 đó là 3.0, 2.0 và 1.0. Gần như là ở dưới 4.0 thì cái khả năng ngôn ngữ của chúng ta nó rất là hạn chế. Ở mức 3.0 các bạn có thể thấy là chúng ta chỉ có thể sử dụng tiếng Anh đúng không ạ? Nó một cách rất là general, rất là chung chung, và trong những cái tình huống cũng rất là familiar, là rất là thân quen với chúng ta. Đó, thế còn 2.0 hay 1.0 thì gần như là chúng ta chưa có cái kỹ năng hay là cái khả năng sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh ở đây. Nếu như mà chúng ta bắt đầu vào học IELTS khi mà chúng ta đã đạt được 4.0 rồi, đúng không ạ? Vậy thì dưới 4.0 thì chúng ta sẽ học gì? Đó, thì cái này cô sẽ chia sẻ một chút. Đối với những bạn khi mà cái trình độ IELTS, đúng không ạ, nó đang ở mức dưới 4.0, chúng ta sẽ cần phải xây dựng một cái này thật là chắc, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cần tập trung học, đó là hai kỹ năng, đó là listening và speaking. Và tại sao lại là hai kỹ năng này? Thứ nhất, các bạn có thể thấy rằng là một trong những cái đặc điểm của người Việt chúng ta học tiếng Anh đó, đúng không ạ, đó là chúng ta rất là yếu hai kỹ năng là nghe và nói, đặc biệt là kỹ năng nghe. Cái điều này cũng có thể do là cái phương pháp mà chúng ta được học và dạy từ ngày xưa gần như chỉ tập trung vào những cái phần như là ngữ pháp, từ vựng hay là đọc thôi, và gần như chúng ta không có được dạy đúng không ạ, hay được tạo cái môi trường để nghe và nói nữa. Đó. Và cái thứ hai nữa là tại sao lại là hai kỹ năng nghe và nói đúng không ạ, trong cái giai đoạn nền tảng? Đó chính là tại vì nó xuất phát từ chính bản chất của việc học ngôn ngữ, cho dù đó là ngôn ngữ mẹ đẻ hay là nó là ngôn ngữ thứ hai. Đoạn thì các bạn có thể quan sát thấy là một đứa bé khi học ngữ mẹ đẻ cũng như vậy, các bạn ấy sẽ bắt đầu học nghe trước đúng không ạ, nghe rất nhiều âm thanh đúng không ạ, và sau đó đến một cái giai đoạn nhất định nào đó thì các bạn ấy sắp bập bẹ nói đúng không ạ, sau đó thì sẽ nói được những cái từ có nghĩa, nói được những cái câu đơn có nghĩa và tiếp tục phát triển tiếp đúng không ạ, và sau đó thì sau những cái giai đoạn sau cuộc đời thì các bạn ấy mới chuyển sang những cái giai đoạn khác đúng không ạ, ví dụ như là đọc hay là viết nữa. Chính là lý do tại sao đúng không ạ, mà tại Sim English thì các cô không có dạy IELTS cho các bạn dưới 4.0 mà các cô sẽ tập trung cải thiện hai kỹ năng là nghe và nói cho các bạn trong giai đoạn này. Thì vậy thì bây giờ cô sẽ chia sẻ với các bạn nhé, mình sẽ nói kỹ hơn đúng không ạ. Vậy thì xây dựng tiếng Anh nền tảng đúng không ạ, hay mình gọi là tiếng Anh giao tiếp, thì mình sẽ chia ra có mấy cái giai đoạn. Đây cô sẽ chia sẻ đến các bạn, mình sẽ có 3 giai đoạn cho cái tiếng Anh giao tiếp. Giai đoạn đầu tiên mình có thể gọi là giai đoạn đập đi xây lại đi. Giai đoạn này là giai đoạn chúng ta sẽ chữa điếc. Đó, thì chúng ta sẽ nghe và nghe rất là nhiều. Mình sẽ cố gắng tạo cái thói quen cũng như là tranh thủ những cái thời gian khi mình rảnh rỗi để mình nghe được nhiều nhất có thể. Trong giai đoạn này thì chúng ta sẽ nghe và không quan tâm đến nội dung hay ý nghĩa của cái mà chúng ta đang nghe. Hay nói cách khác là chúng ta chỉ học cách thẩm thấu âm thanh thôi. Chúng ta thẩm thấu âm thanh, nghe thật kỹ đúng không ạ? Và sau đó chúng ta nhắc lại. Và tất nhiên là chúng ta phải cần ghi lại
và có người chấm cho chúng ta, chỉ ra những cái lỗi sai trong cái cách mà chúng ta bắt chước cái phần bản gốc. Và cái thứ hai nữa, trong giai đoạn này thì chúng ta sẽ được hướng dẫn, đúng không ạ, về cái bảng IPA, đây là bảng nguyên âm tiếng Anh quốc tế. Thì trong này thì chúng ta sẽ được hướng dẫn về các cái cách tạo âm, đặt ví dụ khẩu hình, đúng không ạ, môi răng lưỡi ra sao để tạo âm cho đúng. Ví dụ như là một số những cái âm mà chúng ta hay mắc lỗi sai trong quá trình học á, ví dụ như là phụ âm nhá, thì mình có là âm rrr, hay là âm ch. Đấy, nguyên âm thì các bạn hay sai là âm a. Đấy, và đặc biệt là các nguyên âm kép học sinh chúng ta rất hay mắc, ví dụ như là âm o đó, hay là ear, hay là e đó. Thì khi chúng ta học IPA, chúng ta sẽ được dạy lại, đúng không ạ, toàn bộ những cái âm này, cách mình tạo cái âm này sao cho đúng đó. Và ngoài ra trong giai đoạn này chúng ta cũng sẽ cần phải luyện tập từ vựng nữa. Từ vựng thì rất là quan trọng, đúng không? Bởi vì nó là cái đơn vị có thể nói là đầu tiên khi mà chúng ta có thể hiểu hay là nói một cái điều gì đó. Thì từ vựng trong giai đoạn này chúng ta cũng sẽ học trên nền tảng xem, đúng không ạ? Mắt nhìn và tai nghe, chứ mình không có đọc. Đó, thì khi bản thân chúng ta xem hay là nghe, chúng ta vừa có thể thẩm thấu được âm thanh. Và cái thứ hai nữa là nó rất là lợi cho việc các bạn học từ vựng, đúng không ạ? Bởi vì là sao? Thứ nhất là nó có hình ảnh minh họa đi kèm thì nó sẽ rất là dễ hiểu của chúng ta, và nó cũng dễ, nó nằm ở trong cái bộ não chúng ta lâu hơn, chúng ta dễ nhớ nó hơn, đúng không ạ? Đấy, và cái thứ hai nữa là nó cũng sẽ, các bạn cũng có thể lựa chọn một số những cái tài liệu về từ vựng. Cũng như ở Sim English thì các cô có hay tìm kiếm một số những cái tài liệu dành cho những cái bạn ở trong độ tuổi preschool, tức là trong độ tuổi trước khi đến trường đấy ạ, trước độ tuổi đến trường, ở những cái nước mà tiếng Anh chính là ngôn ngữ mẹ đẻ, như là Anh hay là Mỹ chẳng hạn. Tốc độ của những cái video này nó rất là vừa phải, nó cũng giống như chúng ta là đang trong giai đoạn chập chững học tiếng Anh. Nó sẽ giúp cho các bạn có thể nhìn được, đúng không, cái cách mà người ta ví dụ phát âm cái từ đó, bởi vì ở góc màn hình ấy, nó hay có những cái phần khẩu hình của cái người ta đọc cho mình cái từ đó. Thì giúp cho chúng ta vừa cải thiện được âm, đúng không ạ, mà vừa có thể nhìn được cái cách mà người ta mô tả từ vựng, nó rất là hiệu quả. Đó, thì đây là giai đoạn đầu tiên. Bây giờ mình sẽ chuyển sang giai đoạn thứ hai nhé, của tiếng Anh giao tiếp. Thì trong giai đoạn này thì nó vẫn là trọng tâm là nghe thôi, nhưng mà nó sẽ chuyển sang một cái phần rất là quan trọng, đúng không ạ, đề cập tới, có thể nói là cái cốt lõi trong cái phần phát âm của tiếng Anh, đó chính là trọng âm. Trọng âm câu và trọng âm từ. Đó, thì như các bạn cũng biết là người Anh, đúng không ạ, người nói tiếng Anh á, thì bản thân ngôn ngữ tiếng Anh họ không có nói đều đều như trong tiếng Việt. Họ chỉ tập trung vào những cái từ mà mang ý ở câu thôi. Đó chính là lý do tại sao họ chỉ nhấn vào những từ mang nghĩa. Và nếu mà chúng ta mà nắm được cái tư duy là mình sẽ chỉ làm sao, mình nghe, mình bắt được những từ khóa đó, thì nó sẽ thuận lợi cho cái quá trình nghe hiểu của chúng ta rất là nhiều. Thế nên trong giai đoạn này thì giáo viên có thể sẽ hướng dẫn các bạn, đúng không, về nguyên tắc trọng âm câu. Thực ra là bằng cách là luyện nghe, đúng không? Có thể bật một cái câu, từng câu cho các bạn. Đấy, và yêu cầu các bạn là xác định những cái từ khóa, cái từ được bật mạnh nhất trong câu đó. Đấy, và ngoài ra, đúng không ạ, giáo viên cũng sẽ hướng dẫn chúng ta về một số cái nguyên tắc trọng âm của từ. Và quan trọng hơn hết, đó là tạo thói quen là các bạn sẽ cần phải tra cứu cái từ đó trên từ điển để nắm được cái trọng âm của từ. Bởi vì một trong những thói quen rất xấu mà cô quan sát cũng như là các bạn cũng chia sẻ với cô trong quá trình dạy và học á, là các bạn hầu hết là chỉ tra từ và lấy nghĩa thôi. Đấy, chứ các bạn không có để ý đến cái phần trọng âm của từ. Ngoài ra, đúng không ạ, trong giai đoạn này thì các bạn có thể thấy rằng là cái việc chúng ta nghe nó đã được tích lũy trong giai đoạn 1, đúng không ạ, và cả giai đoạn 2 này rồi. Thì như cô có chia sẻ ở ban đầu đó, khi chúng ta đã nghe được một thời gian rồi, đúng không ạ, thì cái miệng của chúng ta đó, nó sẽ muốn nói, nó sẽ bập bẹ muốn nói. Và khi mà các bạn đã có cái dấu hiệu bập bẹ muốn nói rồi, đúng không ạ, thì giáo viên có thể tạo ra thêm những cái môi trường, một cái hoạt động để giúp cho các bạn có thể bắt đầu cải thiện được cái kỹ năng nói trong giai đoạn này. Đối với những cái kỹ năng còn lại, ví dụ như là về ngữ pháp, trong giai đoạn này chúng ta cũng sẽ cần phải trang bị những cái yếu tố gọi là cơ bản tạo thành một câu hoàn chỉnh. Chúng ta viết được một câu nó có hai thành phần cơ bản, đó là SV, chủ ngữ, vị ngữ. Thì vậy thì chúng ta sẽ cần học một số các nội dung, ví dụ như là về động từ, đúng không ạ? Một số những cái thì động từ cơ bản, về danh từ số nhiều, số ít, hay là về tính từ, so sánh hơn của tính từ. Và những cái bài viết ấy, thì chúng ta có thể sử dụng những cái bài mà người ta thiết kế dưới dạng từng câu. Ví dụ như là cho các bạn những từ gợi ý, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ viết thành một câu hoàn chỉnh. Ví dụ hôm nay mình học về thì hiện tại đơn, đúng không ạ? Thì giáo viên có thể thiết kế đưa cho các bạn những cái bài tập mà chúng ta sẽ sắp xếp, hay là chúng ta sẽ sử dụng từ cho sẵn, áp dụng cái thì hiện tại đơn viết thành một câu hoàn chỉnh. Đó. Trong giai đoạn này thì đối với kỹ năng đọc thì chúng ta có thể sử dụng những cái bài đọc có cái độ dài ngắn thôi, vừa phải thôi, và nội dung gần gũi với đời sống công việc của chúng ta, và hoàn toàn là chưa có kiểm tra về những cái skills đọc của các bạn. Đó. Và về từ vựng thì chúng ta cũng có thể bắt đầu đa dạng hơn cái nguồn học từ vựng. Ví dụ tiếp tục, đúng không ạ, xem những cái video về học từ vựng, và chúng ta có thể học từ vựng trong quá trình chúng ta đọc nữa.
Đó, vừa xong là giai đoạn thứ 2 đúng không ạ, của giai đoạn giao tiếp tiếng Anh. Thế còn bây giờ mình sẽ chuyển sang giai đoạn thứ 3 nhé. Các bạn có thể thấy rằng là khi mình có một cái nền chắc trong giai đoạn 1, giai đoạn 2 rồi thì sang giai đoạn 3 nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Và trong giai đoạn 3 này thì mình sẽ cần đặt ra đúng không ạ, cái yêu cầu như là cái nội dung đối với cái giai đoạn này. Thứ nhất đó là đối với kỹ năng nghe thì trong giai đoạn này chúng ta sẽ cần phải, thứ nhất là nắm được cái nội dung cũng như là những ý chính đúng không ạ, trong một cái bài nghe. Đối với phần nói đúng không ạ, thì chúng ta có thể đa dạng hơn cái hình thức nói. Nó sẽ không chỉ dừng lại ở việc là interview, tức là có người hỏi người trả lời nữa, mà nó có thể mở rộng ra thành những cái phần discussion, là phần thảo luận nhóm, hay là những phần thuyết trình. Về phần ngữ pháp thì chúng ta sẽ có thể học những cái ngôn ngữ nó complex, phức tạp hơn. Ví dụ như là mệnh đề quan hệ này, câu điều kiện này, đó, hay là những cái phần nội dung khác. Ví dụ về tính từ đúng không, kết thúc bằng ing hay là ed chẳng hạn. Đó, và cái phần viết ở đây thì mình có thể vừa áp dụng đúng không ạ, vừa có thể thiết kế ở những cái bài tập mà mình viết những câu sử dụng những cái đặc điểm ngữ pháp vừa học và những cái đoạn văn ngắn nữa. Đó, thế còn phần đọc thì trong giai đoạn này chúng ta sẽ cần phải đọc những cái đoạn văn mà nó có nội dung dài hơn, đoạn cái nội dung có thể là 50% sẽ là gần gũi với chúng ta và có thể 50% nó sẽ hơi lạ lẫm với chúng ta một xíu. Và ở trong giai đoạn này chúng ta sẽ cần phải nắm được một số những cái skills đúng không ạ, đọc hiểu, ví dụ như khả năng đọc lướt, khả năng tìm thông tin. Đó, và cuối cùng từ vựng thì cũng giống như giai đoạn trước, chúng ta cũng vẫn phải cần xây dựng thói quen học từ vựng và học đa dạng từ nhiều nguồn. Vừa xong cô đã chia sẻ với các bạn đúng không ạ, những cái giai đoạn cũng như là nội dung của từng giai đoạn trong giai đoạn nền tảng tiếng Anh, giai đoạn tiếng giao tiếp. Cái nội dung cụ thể của từng giai đoạn nhé, thì cô có insert phần link mô tả nội dung của từng cái giai đoạn này trong cái phần description bên dưới. Thì các bạn hãy có thể click và xem nhé, để mình có thể nắm được chi tiết hơn cái nội dung của từng cái giai đoạn. Cô vừa chia sẻ với các bạn đúng không ạ, về việc mà tại sao mà chúng ta không nên nhảy vô học IELTS luôn khi mà cái điểm IELTS của chúng ta đang ở cái ngưỡng là dưới 4.0. Các bạn chắc là cũng nắm được rồi đúng không ạ? Đó, cái điều cuối cùng mà cô muốn chia sẻ đến các bạn trong video ngày hôm nay đó là khi mà các bạn càng lên cao, các bạn càng có mong muốn đạt được những cái điểm cao, cái việc mà chúng ta xây dựng nền tảng nó lại càng quan trọng. Nếu mà các bạn không có một cái nền tảng thật là chắc thì khi mà các bạn càng lên cao ấy, các bạn sẽ cảm thấy là nó sẽ rất là khó đúng không ạ, để chúng ta có thể vượt qua được những cái giới hạn của bản thân tại cái thời điểm đó và đạt được những cái mức điểm cao hơn. Cô rất là hy vọng là cái video chia sẻ của cô ngày hôm nay là hữu ích với các bạn. Và nếu như mà các bạn là yêu thích cái video ngày hôm nay, đừng quên like và subscribe ở bên dưới nha. Và đừng quên là chia sẻ cái video ngày hôm nay tới những cái bạn mà cũng đang trong cái quá trình học tiếng Anh như các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tới của Sim English. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!